Vâng, em vâng, xin được kính chào toàn thể các bác yêu lan trên toàn quốc. Hôm nay em lại có những giỏ lan có tại vườn nhà em để gửi tới các bác yêu lan này. Các bác đặt hàng thì liên hệ theo số điện thoại là 0378 379 942, số em được kết nối Zalo các bác nhé. Giỏ đầu tiên giới thiệu bác là giỏ cáo tím Lai Châu mã số 23. Đây, một dòng cáo tím Lai Châu này. Mã số 23 là 250.000 các bạn. Cái dòng cáo tím Lai Châu thì lá nó rất là bóng các bác nhé, lá rất là bóng và đặc biệt là hoa thì rất là đẹp. Hàng thì đã thuần thì các bác nhé, rễ đã bám sâu vào rồi. Mã số 23 250.000 đồng cáo tím Lai Châu ạ. Tiếp tục mời các bác đến một số giỏ kiều vàng. Đây là một giỏ kiều vàng nguyên bản các bác nhé, mã số 14 120.000 đồng. Kiều vàng nguyên bản quá nhá. Em đã làm móc và miếc treo đằng ngoài rồi. Tiếp tục một giỏ kiều thuần này, mã số 13, giỏ này 150.000 đồng. Kiều thuần các bác nhá, mã số 13. 150.000 đồng ạ. Giỏ kiều vàng tiếp theo mã số 15, giỏ này 150.000 đồng. Giỏ này lá mít này các bác này. Lá mít rất là đẹp các bác này. Mã số 15 giỏ này 150.000 thôi nhá. Tiếp tục em lên một giỏ kiều vàng nguyên bản các bác nhá, nguyên bản em đưa cho vào chậu rồi. Các bác về có thể cho vào chậu khác được. Mã số 12 giỏ này 150.000 đồng. Kiều vàng nguyên bản các bác nhá. Mã số 12 150.000 đồng ạ. Tiếp tục mời các bác đến một số giỏ đùi gà tròn Lai Châu. Đùi gà tròn Lai Châu mặt hoa rất là xuất sắc các bạn. Đùi gà tròn Lai Châu mã số 8 250.000 đồng. Đùi gà tròn đang bầm gốc, đang phát triển rất là tốt này các bác này. Mã số 8 250.000 đồng đùi gà tròn ạ. Tiếp tục một giỏ đùi gà tròn mã số 7, giỏ này 300.000 đồng. Giỏ này là không phải nguyên giờ chứ. Mã số 7 300.000 đồng. Hàng này đã thuần thì các bác nhá, rễ đã bám sâu ở dưới rồi. Cứ mầm gốc nó phát triển như này là ok các bác nhá. Mã số 7 300.000 đồng đùi gà tròn ạ. Này thì rất là đẹp các bác này. Đùi gà tròn mã số 9 320.000 đồng. Mã số 9 320.000 đồng một giỏ. Giỏ này là nguyên một dề các bác nhá. Nguyên một dề luôn. Cái hàng nguyên một dề thì nó thường nó ra hoa cùng nhau. Nên là em mới nói là hàng nguyên một dề là như vậy. Mã số 9 là 320.000 đồng ạ. Tiếp tục một giỏ mã số 10, giỏ này 400.000 đồng các bác nhá. Đùi gà tròn Lai Châu. Mã số 10 là 400.000 đồng. Một giỏ như này các bác nhá. Một giỏ đùi gà tròn tiếp theo mã số 11 là 180.000 đồng. Mã số 11 180.000 đồng. Đây mầm gốc phát triển rất là tốt này. Mã số 11 180. Rồi tiếp theo mời các bác đến một số giỏ phi điệp vàng đang bắt đầu lụ này các bác này. Đang lụ chi chít này các bác này. Cái dòng này mà ra lụ thì chắc là nó đứng thứ hai thì ít loại là đứng thứ một lắm các bạn, ít loại làm đứng thứ một vì nó ra hoa rất là sai luôn các bạn. Loại này như loại hoàng thảo tam bảo sắc thì hoa rất là sai, cứ lá đâu là hoa đây các bác nhé. Còn mặt hoa thì em sẽ để trên tiêu đề. Giỏ phi đẹp vàng mã số 2, giỏ này 300.000 đồng các bạn. Mã số 2 300.000 đồng, cũng khá là nhiều thân đấy các bạn. Vừa thân ngắn từ dài rồi 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20.
Trang có khoảng 20 thân các bác nhé, vừa ngắn vừa dài, mã số 2, 300.000 đồng. Cái thân dài nhất nó rơi vào tầm 70-80 cm, đang lụ trắng hết rồi các bác này. Và tiếp theo cũng đang lụ rất là nhiều rồi các bác này. Mã số 1 của này cũng 300.000 đồng. Đây đang lụ đúng không ạ? Đang lụ khá là to rồi nhé. Các bác về là chuẩn bị chơi hoa nhé. Khi hoa nó còn bé này thì vận chuyển nó an toàn, nó không bị hư hỏng hoa. Còn khi mà hoa mà đã lở rồi thì các bác về khả năng được chơi hoa là không được bao nhiêu. Mã số 1 300.000 đồng. Khi đẹp vàng các bác nhé. Giỏ phi điệp vàng tiếp theo mã số 6, giỏ này 150.000 đồng. Mã số 6 150.000 đồng. Cái ngọn này hơi gập tí các bác. Cả đó các bác cứ kể cả đây cái bỏ cái ngọn này cũng được các bác nhé, nó không sao. Nó gập tí khi mà ra hoa thì nó vẫn ra bình thường. Mã số 6 150.000 đồng phi điệp vàng. Bật lên tiếp một giỏ phi điệp vàng to như này. Mã số 3 giỏ này 350.000 đồng các bạn. Phi điệp vàng mã số 3 350.000 đồng. Cái dòng phi điệp vàng này thì nó có loại thì vừa ra vừa lá thì vừa hoa, còn loại này thì nó xuống lá nó cho hoa các bác nhá. Cũng có thân thì nó xuống lá cho hoa, còn cũng có thân thì nó vừa ra hoa vừa lá nó vẫn còn đấy. Mã số 3 phi điệp vàng 350.000 đồng các bạn. Tiếp theo một trụ phi điệp vàng rồng 4 mặt như này. Mã số 4 giỏ này 300.000 đồng các bác nhé, phi điệp vàng. Mã số 4 300.000 đồng. Cũng đang thấy sưng mắt lụ các bác này. Hàng thì thuần lâu các bác nhé. Rồng 4 mặt nhưng mà nó lại là thanh bẹp như này. Mã số 4 300.000 đồng. Và phi điệp vàng tiếp theo. Mã số 5 giỏ này 150.000 đồng. Mã số 5 150.000 đồng. Đây mặt sau đó các bác về có thể là ốp vào cây được. Đây. Các bác về cái việc ốp vào cây cũng được nhé. Hoặc các bác cứ này treo cũng được vì nó thuần lâu rồi. Mã số 5 phi điệp vàng là 150.000 đồng. Hoàng thảo tam bảo sắc. Mã số 26 giỏ này 250.000 đồng. Hoàng thảo tam bảo sắc đang bắt đầu đây đang bắt đầu lụ đấy các bác nhá, đang bắt đầu lụ đấy nhá. Đây toàn bộ là những thân cho hoa này các bác này. Khi mà hoàng thảo và tam bảo sắc mà ra hoa thì ra chuỗi hết, ra gần như là từ gốc đến ngọn luôn các bác. Mà ra hoa là các bác là không nhìn thấy thân đâu nữa. Cái dòng này sai hoa như vậy. Mã số 26 hoàng thảo tam bảo sắc 250.000 đồng. Tiếp tục một giỏ hoàng thảo tam bảo sắc như này. Mã số 24 giỏ này 350.000 đồng các bác. Mã số 24 350.000 đồng. Đang lụ chi chít luôn các bác này, đang lụ chi chít luôn. Các bác mà quan sát kỹ thì có thể nhìn thấy. Hoa thì rất là tím, hoa tím đẹp nha các bác nhá. Vỏ này ra hoa thì thân là không nhìn thấy đâu nữa, chỉ nhìn thấy hoa thôi. Mã số 24 giỏ này 350.000 đồng, hoàng thảo tam bảo sắc. Tiếp tục mời bác đến một giỏ da báo như này. Mã số 20 giỏ này 200.000 đồng. Giỏ da báo các bác nhé, đây mặt trước và mặt sau nó đây. Nó chỉ có một mặt thôi. Mã số 20 giỏ này 200.000 đồng giá báo. Tiếp tục lên các bác một số giỏ chồn này. Mã số 19 giỏ này 350.000 đồng. Đuôi chồn các bác nhá. Chồn mùa này thì cơ bản đã hết hoa rồi. Đây có 3 này, 6 này, 9, 10 cây.
Vỏ lấy có 10 cây nhá, bụi trồn mã số 19 350.000 đồng ạ. Tiếp tục một giỏ trồn thuần nữa, mã số 18 cũng 350.000 đồng. Cái này có 3 này, 6, 9, 12 cây các bác, 12 cây. Mã số 18 350.000 đồng. Một giỏ kiều dẹt thì là một dòng lan là mấy năm nay là tương đối là hiếm các bạn. Nên là cái giá thành nó hơi cao các bác nhé. Kiều dẹt mã số 17 250.000 đồng đang nụ đấy các bác này. 250.000 đồng kiều dẹt. Một giỏ long tu xuân. Một giỏ long tu xuân duy nhất mã số 25 220.000 đồng. Long tu xuân 220.000 đồng. Mời các bác đến một giỏ hoàng thảo kèn Lai Châu duy nhất. Em chỉ có một giỏ này các bác nhé. Mã số 22 giỏ này 500.000 đồng. Đang có 1, 2 này, 3 thân dài và 1, 2 2 thân ngắn, tất cả là 5 thân các bác nhé. 5 thân hoàng thảo kèn Lai Châu mã số 22 giỏ này 500.000 đồng ạ. Mời các bác đến một giỏ tam bảo sắc khủng như này các bác nhé. Một giỏ duy nhất thôi. Một giỏ tam bảo sắc mã số 21, giỏ này 700.000 đồng các bạn. Hàng đã thuần rồi. Năm nay giỏ này thì em đang ngắt hết hoa các bạn. Mã số 21 700.000 đồng. Vâng, vừa rồi là những giỏ lan qua tại vườn nha, em rất mong được sự ủng hộ của chú anh chị. Các bác đặt hàng liên hệ số điện thoại là 0328 379 942. Em Hưng xin chào các bạn.